trực tiếp mà người nghệ sĩ đầu tiên bỏ tiền ra mà xem trực tiếp những live show của Tường. Oh my god! Wow! Từ trước đến nay. Wow! Xin cảm ơn em. Khi mà gặp từ vậy bạn có cảm xúc như thế nào? Đứng rồi bây giờ không có đi. Gặp được Tường rồi trao quà cho Tường, My có cảm xúc như thế nào? Là cái lần đầu tiên mà em gặp trực tiếp Tường mà em cũng tặng quà cho Tường đó là em đi coi show Hồng Trà. Thì từ lúc đó cho đi là Tường không có hát show Hồng Trà nữa, thì em mà có đi coi concert thì em cũng ngồi xa 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 xa, thì cái cảm giác gì rồi nó giống như là 2015 nữa, mình giống như là lần đầu tiên gặp mặt nó hệt như vậy luôn. Em cũng tặng một cái tặng. Lúc My gặp Tường, My có bị đơ không? Dạ. Dạ tất nhiên là vẫn đơn như thường. Wow. Tức là tại sao thì khi mà em rất là yêu mến Tường như vậy, thậm chí được biết Tường học piano tại một ngôi trường này, và em quyết định phải đăng ký cái lớp mà Tường học và cái giáo viên là dạy Tường cho bằng được, học cho bằng được, nhưng vẫn không gặp được Tường trong suốt thời gian học, thì mà tại sao khi mà có cơ hội gặp Tường như vậy mà mình lại không nói chuyện gì được? Em cũng không biết nữa, nói chung là em luôn luôn tìm cách để có cơ hội gặp. Nhưng mà tới cái lúc mà em gặp thì em lại kiểu bình tĩnh kiểu vậy đó mọi người, tại vì em cố để kìm lại, nó cứ như vậy á. Với lại nhưng mà em cảm giác là kiểu như là không có duyên lắm vậy đó, kiểu em càng cố tìm thì lại càng không được. Còn nếu như mà em lại không biết trước khách mời hôm nay là chị Tường thì em lại có cơ hội được mời tham gia. Còn em mà cứ đi theo cái gì đó. Tiền duyên thôi, cái duyên thôi. Và đây là lần thứ mấy mà em được gặp Tường với cái khoảng cách gần như vậy? Cái lần đầu tiên thì là em đi coi show. Thì sau đó thì Tường không có biểu diễn trong một trận nữa nên là rất là khó. Còn em mà đi học piano thì không phải là em không phải em gan tới cái mức độ mà em kêu là cô nào dạy dù cái tuần cho con học với, em không dám gì, nhưng mà em may mắn được học cùng, nhưng mà cũng không gặp được. Xong rồi cái lần thứ hai mình gặp thì lại đi hát. Cái này là em cũng không ngờ trước đâu mọi người, là em đi thi hát một cái chương trình hát nhưng mà em không có được báo trước, và chương trình lựa cho em trình bày ca khúc của chị của Cát Tường luôn. Rồi xong rồi cái tự nhiên cái ngày hôm đó, cái lúc mà em tụi em vừa thi xong tụi em ngồi chờ, hay tự nhiên ca sĩ khách mời hú Cát Tường, cái em kiểu cái, nói chung là em cứ không ngờ trước thì em sẽ đặt, còn em càng cố thì càng no hope, không có cơ hội. Cảm xúc ngày hôm nay gặp Tường có khác gì so với hai lần đầu không? Dạ khác. Thì sau cái khoảng thời gian đó thì giống như là lúc đó là Tường ở đâu là chạy đi theo đó luôn. Mà còn bây giờ thì khác. Thì bây giờ thì em của ngày đó khác với bây giờ là em, mình cũng phải trưởng thành lên hơn. Và được một cái là em tự tin hát, và đặc biệt là hát những ca khúc của chị Tường trước mặt chị Tường. Nếu mà được thì em rất là tự tin luôn. Kiểu như là tôi là những bài hát này tôi gối đầu giường rồi. Bây giờ tôi hát cho nghe nè, tôi hát cho nổi lòng cho tôi nè, hay lắm, nghe đi. Thì em chỉ muốn nói là em yêu mến chị Tường cũng như là âm nhạc của chị Tường, và em luôn luôn ủng hộ chị Tường trên con đường nghệ thuật của chị Tường, dù là chị Tường có những cái ngã rẽ nào đó, ví dụ giống như là chuyển hướng cái dòng nhạc, như là lúc mà mình ra cái album hoặc là concert In The Me chẳng hạn, thì em vẫn sẽ luôn luôn là một fan girl của mình, chị Tường mãi mãi luôn. Và chị Tường hãy cứ gọi là thoải mái làm cái mình thích nhất. Cho dù ngay tại thời điểm đó mình có gặp những cái ý kiến giống như là khuyên mình là không muốn nên, nhưng mà cứ lắng nghe bản thân mình và làm cái mình thích. Thì em cũng như là những bạn là em sẽ
cuối cùng Mi Carol đã được đứng chung sân khấu với idol.